15 A 11 đây. Lớp 5 đi để em ra xem nha. Báo mạnh mẽ, báo văn minh, báo mạnh mẽ, cá cấp cấp.
Tuyệt vời. À, thế đội trưởng của báo Mạnh Mẽ tên gì? Thùy Linh ạ. Thùy Linh, ok, tuyệt vời. Và bây giờ nhá, bây giờ khi mà anh hô tên của đội nào thì đội đó vui lòng ạ. Hãy hô lại thật lớn du anh đó. Ba lần tên của đội mình nhá. Ví dụ như anh bảo màu hồng sẵn sàng chưa đó, anh sẽ đọc theo màu sắc áo của đội mình nhá, màu sắc áo của đội mình nhá. Ví dụ anh bảo màu hồng sẵn sàng chưa và anh hô màu hồng thì màu hồng thì sao ạ? Hãy hô thật lớn ba lần tên của đội mình là báo Văn Minh, báo Văn Minh, báo Văn Minh nha. Ok đã hiểu chưa các thành viên của đội màu hồng, màu xanh là trời và màu xanh là tây, hiểu chưa? À, ok xong chưa, chưa đâu, bắt đầu chơi ạ, tập trung mạnh một lần nào. Ok tinh thần quyết tâm của các đội đã chơi. Thank you.